Đã có cả nghìn cổ động viên xếp hàng dài chờ nhận vé miễn phí vào xem trận đấu bán kết giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Thái Lan. Nhưng phần lớn đã về trong thất vọng vì đến sát giờ thi đấu, mọi cánh cửa đều đóng chặt. Anh đến đây từ hồi 1 giờ xếp hàng để xem trận đấu này. Thì mục đích đến đây là mình cần có cái vé, ví dụ như ban tổ chức có thể là xem xét bán vé cũng được. Nhưng mà cái chính là mình cần cái vé để mình xem. Mấy ngàn người xếp hàng ở đây trước mấy tiếng hồ nhưng mà đến giờ vẫn không ai được vào. Theo ghi nhận của phóng viên, nếu không muốn xếp hàng nhận vé miễn phí, các cổ động viên sẽ phải mua vé chợ đen với giá từ 50.000 đồng đến hàng trăm nghìn đồng. Lượng khán giả đổ về đông có lẽ nằm ngoài tính toán của ban tổ chức giải. Hiện nay cũng phải nói rằng là nhà thi đấu Phú Thọ chỉ có sức chứa khoảng 4.000. Chúng tôi cũng phải để đảm bảo về vấn đề an ninh theo yêu cầu của AFC, lượng khán giả chúng tôi cho vào sân và chúng tôi đã khuyến cáo khán giả có vé mời cũng như là vé không đồng phải đến trước giờ thi đấu. Khi giờ bóng lăn trước 5 phút thì chúng tôi quyết định đóng cửa sân để đảm bảo về an ninh. Môn Futsal được khán giả rất quan tâm trong thời gian vừa qua, đặc biệt với những cuộc đọ sức tâm điểm như trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, nhu cầu theo dõi sẽ rất cao. Sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu ban tổ chức giải có phương án để các khán đài của nhà thi đấu Phú Thọ luôn kín khán giả cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này.